Trời ơi, một kèo đấu hay anh em này. Em họ Alex sẽ đánh cùng với Chidori cái băng bổng nha. Gì đây? Họ đang trao cho nhau những cái nhìn âu yếm gì đây? Tinh tinh à? Hai ông này thì thiếu gì tiền mà phải tinh tinh nhau nhỉ? Em họ Alex gặp Chidori cái băng bổng. Hòa. Hòa. Ô. Ô. Lâu lắm rồi mình mới thấy một người đến từ ngáo, một người đến từ mờ mà họ lại có thể đứng trò chuyện với nhau như những người bạn như thế này. Cho tôi win thì được. À, đây để xem cho tí nhé. Để xem hai ông này như nào. À, đàm phán à. Oh, hay thế nhờ. Rồi làm sao nhá. Đang phát sóng trực tiếp để xem hai ông xử lý nhau như thế nào. À, đập đầu vào tường rồi, nôn vào tường rồi, nôn vào tường rồi. Rồi làm sao. À, bây giờ tôi xem ông dàn xếp tỷ số như thế nào. Như nào, đúng rồi, như nào, nói luôn công việc xử lý anh luôn nào. Bây giờ tôi nhắc hai bạn nhá, tôi thấy rồi, tôi nhắc hai bạn. Rồi làm sao? Xuống ngựa rồi. À, làm sao, nhìn rau quắp thịt không? À, phang rồi em ơi, phang rồi. Ok, trận đấu tiếp tục. À, cưỡi ngựa xem hoa. Vậy là không tinh tinh được em nhá. Hai bên không dàn xếp được kết quả nên họ bắt đầu thi đấu rồi. Không ai muốn nhường cả anh em ạ. Ai cũng muốn giành chiến thắng thôi. Chidori sẽ là cái băng bổng em nhá. Còn em họ Alex cái băng rồng. Xoay đồ qua cho anh em xem. Đằng nào cũng đang di chuyển thế này. Bổng của Chidori là 242 cấp, 118 băng sát, 33 sát thương. Ăn băng hoàn mỹ này, tinh xảo. Đồ Chidori đẹp thế nhở. Chidori có nhận em nuôi không nhỉ anh em nhỉ? Hoặc là kết nghĩa vườn đào anh em. Đây này, em họ Alex anh em này. 30-160. Đồng cừu 33186 em này. Đó. Và mùa này chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều những cặp đấu của cái băng rồng và cái băng bổng rồi. Và tỷ lệ cái băng bổng ăn sẽ là nhiều hơn so với cái băng bổng anh em nhé. Rồng ăn nhiều hơn. Vậy là Chiri cái băng bổng xuống ngựa rồi, vụt liên tiếp bóng đèn đã lên. Và đây là thời điểm mà em Alex phải lên ngựa. Trong bổng có cả sát thương và lý điểm, có cả băng sát và cả hỏa sát nữa. Không biết là nhà Chidori có bán mía hay không. Nhưng mỗi lần anh đánh ra thì lên tới ít nhất là 3 kỳ mía. Đây anh em đồ của rồng đấy. Bao tay 33-186. Kích 30-180 thôi. Mặc an bang. Chắc chắn đánh bây giờ là chỉ có mặc phòng thủ vật lý kháng hỏa thôi. Với xét đồ như này thì em họ Alex đang có rất nhiều phòng thủ vật lý nhá. Xuống ngựa rồi. Vừa rồi nếu như Chiri nhồi thêm một lượt bổng nữa thôi, khả năng cao là em họ Alex sẽ đứt điện em. Chiri quá ác anh em nhé. Một ác cái băng bổng, một ác cái băng rồng. Bóng đèn đã lên rồi. Hôm nay thì Chidori cái băng bổng đang có phần may mắn hơn so với em họ. Đây bổng của Chidori đây anh em ơi. Sẽ nốt tình huống này anh em ơi, không được khả năng để nốt ao rồi. Tanh nhau rồi em ạ, chứng tỏ là làm chậm của em họ Alex không nhiều. Giống như đồng cừu chưa vượt tốc nên nó không áp chế giống như những ác cái bằng khác. Đây, bổng của Chidori là 242 cấp, 33 sát thương. Bình thường em thấy mỗi lần mà Chidori cái băng rồng hay như kẻ cô độc đánh thì sẽ thấy rồng nó phụt ra kinh khủng hơn rất nhiều.
Trời trời, trắng máu em kìa. Ôi trời ơi, thêm một lượt bổng nữa thôi anh em ạ. Cơ hội xuất điểm hiện ra ngay trước mắt, nhưng không phải vì thế mà có thể tận dụng được. Còn tầm khoảng 5 phút nữa cơ anh em ạ. Mình đoán rằng sau cái pha tanh lúc nãy, hai ác này bốn ác chỉ còn tầm khoảng 20 bình ngũ hoa nữa thôi. Không hòa được em ơi, tầm này không hòa được. Bởi vì đam của nó không giống nhau, nên là rất khó để có chuyện hòa khi hai người cùng xuất chiêu em nhé. Muốn hòa thì họ sẽ ngồi im từ đầu đến cuối thì mới hòa được. Còn đã đánh từ nãy đến giờ thì chỉ có thắng và thua thôi. Cái bàn hệ phái rất hay anh em ạ. Cả bổng và rồng của họ đều có khả năng truy đuổi đối phương. Rồi rồi, đứt anh em nha. Vậy là chi đâu đi cái bằng thắng em họ Alex. Vậy chúng ta mới hiểu được rằng ác của kẻ cô độc nó khủng như thế nào. Xả rồng nó đáng sợ như thế nào.